Cái thứ ba là nếu cho cây hoa đỏ A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ giao phần với nhau thì thu được tỷ lệ kiểu hình ở đời con là 961. Thì cái này nó sẽ có một cái công thức để cho các em xây dựng. Thế nhưng mà ở bài này thì anh chưa nói qua. Còn cái này sẽ để đến các cái lần sau. Còn nhưng mà cái kiểu hình là nếu mà lấy A lớn A nhỏ thì nếu mà tương tác bổ sung thì các em nhớ luôn cái tỷ lệ của nó chính là 961. Trong đó 9 nó sẽ là kiểu hình của hoa đỏ, 6 thì nó sẽ là kiểu hình của hoa hồng, trong đó cái A lớn gạch B lớn B nhỏ này sẽ chiếm 3, và A lớn A nhỏ A nhỏ B lớn gạch này nó sẽ cũng chiếm